Đâm ra chơi này phải ngắt nè, 1, 2, 3, 4, 5 chùm đậu chơi ha. Đây nữa nè, nhánh này thì mình cần bao nhiêu trời, lo lắc nè các bạn. Bạn lắc đi, lắc cho nó rụng bớt. Đây nè, chơi này nè. Xin chào các bạn. Có một chuyến nó đi Bà Vĩnh Long, thay ghé một anh khách của mình ở gần phà Đình Khao, ở phần gần phà Đình Khao thuộc ở đâu Vĩnh Long mình cũng không biết luôn. Nên mình vô mình coi trái nó đậu như thế này nè các bạn. Nhánh cấp 2 nè ha, nhánh đực nè. Thường thường những cái nhánh ở trên trục này thì nó ít đậu lắm các bạn, mà nhận trái trái tốt ha. Làm sầu riêng á, kỹ nhất á, là cái nhánh này nó ra trái là ok, nhưng mà kỹ nhất là nhánh này các bạn, nó khó đậu lắm. Mà giờ hôm nay nó đậu nè, cây này ngày này đậu nè, đậu nè các bạn. Dài trái nè, đàn dài trái nè, đàn dưới nó còn nữa. Một cây này của mình lấy chừng 40 trái thôi đúng không? Đậu thì nhánh nào cũng đậu ra nha. Ở trên nè, ở trên mình cho các bạn coi nè, cứ ngắt vậy nè. Thì cái này trái như thế này á thì là không phản nữa ha các bạn. Trái như thế này nó không bao giờ nó phản được nữa. Trái vậy nè, mà hình như cây nào cũng đậu nha, chứ không phải là có cây đậu hay không nha. Hầu như là trăm cây là đậu nè. Mình bay coi chứ em cho các bạn coi mấy cây nè. Mình dẫn các bạn đi xem nhiều cây lắm, nó như thế này nè. Đậu ha, số xong nhiêu đậu nhiêu, 2 cổ 3 cổ đậu, nhưng mà trong vòng 5 ngày tới 7 ngày thôi các bạn. 2 cổ các bạn cách nhau từng 7 ngày là ngon, không có cách nhau hơn xa hơn nữa ha. Nè, trái đậu nè, đậu từ trong nè. Mình chỉ anh Tiễn nè các bạn thấy không, anh chị Tiễn gắt đi không, 1 chùm nè ha, cách nhau 1 gang tới gang rưỡi là 2 chùm nè, 3 chùm nè, cách nhau 1 gang tới gang rưỡi nè ha, 3 chùm nè, 4, 5, 6 nè ha, một nhánh nè. Mình có chỉ gõ video anh chị làm y chang nha, là rồi ha, giống hệt nhau luôn nè. Đó. Nè các bạn đi lột cái này ha, chứ không bác bà không lột cái trái này nó biến dị nè, biến dạng trái nè. Đông ra chơi này phải ngắt nè, 1, 2, 3, 4, 5 chùm đậu chơi ha. Đây nữa nè, nhánh này thì mình cần bao nhiêu trời, lo lắc nè các bạn. Bạn lắc đi, lắc cho nó rụng bớt. Đây nè, chơi nè. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hồi nãy Thái cho cô chú anh chị và các bạn xem một cái đoạn video về cái vườn, một số vườn mà Thái đang hỗ trợ kỹ thuật ở bên Vĩnh Long. Cái vườn đó bên Vĩnh Long thì mới về đó các bạn. Thường thường đi sáng sớm, có khi 8 giờ tối mới về. Thì nói chung là về là tới đâu là nhớ tới đâu là mình làm tới đó, xử lý thôi chứ không có vấn đề gì hết. Thì các bạn biết mà cái lô đó là hiện tại là 80 gốc. Đậu hầu như là hết trơn. Thì thế nào các bạn xem xong tại sao này nó xài cái gì mà nó đậu dưới vậy? Trước tiên mình nói với các bạn là cách đây chừng nửa tháng trước, tiết nó rất là thuận các bạn, đậu dễ lắm, đậu rất là dễ. Nên Thái đưa một số cái bài thuốc trung bình thôi. Đó là ghi sáo các bạn, ghi sáo nó dễ đậu các bạn. Hiện tại mẫn thon nó đang bị trở tiết các bạn, mẫn thon đang bị trở tiết nên nó chậm chạy trái chút xíu ha. Làm sầu riêng là phải biết là tiết thuận tiết nghịch nữa nha các bạn, không đơn giản đâu. Hiện tại đang tiết thuận cho đi sáo ha, còn tiết nghịch của mẫn thon. Một số vườn mẫn thon hiện tại đang bị dưới tình trạng là nó rụng trái cổ đầu thôi các bạn, rụng trái cổ đầu. Ai còn cổ sau thì mình chắc là cổ sau đậu là chắc cú. Là mình biết mình chở tiết thôi, mình chuyển thuốc ra chứ không có gì, không sao hết các bạn. Còn các bạn mà đã thuận tiết rồi thì các bạn phun cái mình gọi là, mình có nói thế này, mình thuận tiết thì phun khỉ khui gì cũng đậu hết. Đó thì nó là vậy. Cái vườn đó cũng không ngoại lệ. Thái cho ảnh phun. Các bạn thấy nè, Thái có rất nhiều bộ đậu trái khác nhau nha. Những cái bộ đậu trái này có mặt bằng chung nó là canxi, bo, kẽm, dạ gì các bạn, dạ một số amino, fulvic, một axit amin và một số alanin để mà nó điều hòa sinh trưởng cây, một số loại amino acid để mà nó cắt cho cái cây nó lớn trái lên, chứ không có gì ngoài ra hết. Rồi các bạn thấy là hiện tại là cái vườn đó là đã 12 tới 15 ngày trái nó chạy trái rồi. Thì các bạn hỏi là Thái đưa vô cái gì và đưa vào thời điểm nào. Bây giờ Thái sẽ phân tích ra hai nguyên nhân, hai cái thời điểm mà chúng ta đưa đậu trái vô và đưa cái bộ nào. Thái đầu tiên Thái đưa cho cái Thái có giới thiệu cho các bạn cái bộ đậu trái mà Thái hay cho xài các bạn, đó là bộ đậu trái HT. Bộ trái HT. Rồi, trong đây Thái làm cái gì trong cái bộ đó trên nó có cái gì thì bạn biết mà. Chai nhỏ nhất là chai canxi. Chai nào chai 100ml. Canxi của nó là tầm trên 15%, nhưng mà mình đăng ký đây 10% thôi. Các bạn, đăng ký đây 10%. Tất cả là đát mới hết các bạn, đóng mới hết. Hoàn toàn mới đây. Trên 15% canxi trong đây, nằm trong đây. Và còn rất là nhiều cái bo. Đó, nó có 5000 bm bo nè, nhưng mà bo trong đây nó nhiều hơn. Trong canxi này nó có một cái hay là nó có axit amin. Nó có một số axit amin, aminofuvic và cái một số loại điều hòa sinh trưởng. Thái xin phép Thái không nói. Ok, trong cái canxi này, chai này, chai nhỏ này. Kế tiếp, Thái có một cái chai CL10 mình gọi là HT39 là siêu bo kẽm. Trong đây nó có bo, nó có kẽm. Thì đều là dạng chai các bạn. Các bạn đổ chai nước này ra, nó màu vàng. Nó màu mình gọi là nó như nước mật ong như đó các bạn. Nó sánh lắm. Rất là khó cho khách hàng mình mà quẩy bình. Cái này phun phi là ok lắm. Chai này là chai HT39 bo kẽm. Chai này bo kẽm đặc sệt luôn. Rồi. Kế tiếp là một chai HT đậu trái. HT đậu trái nó gồm thành phần là đạm 8%, lân 35%. Lân để làm gì các bạn? Để cho nó mập cái cuốn lên. Nó dài cuốn hơn. Đó ha. Nói chung là nó sơ tham khảo sơ thôi cho khách hàng biết thôi, vậy thôi là được. Và trong cái bộ này, Thái có độ vô một xíu chất điều hòa sinh trưởng. Một xíu thôi các bạn ha. Nó giống như là mình gọi là gì? Nó giống như là cái Titanic vậy đó các bạn. Nó giống như cái Titanic vậy đó, nhưng mà nó yếu hơn cái Titanic nha. Ví dụ Thái không độ nhiều quá. Trong cái một số bộ đậu trái mà Thái làm ra là Thái không độ nhiều quá được. Do ví dụ như ở miền Nam của mình á, thì nó cần cái Titanic, nó cần cái Silic. Nhưng mà ở miền Đông á, thì nó không cần. Đó, thì Thái độ một cái lượng vừa đủ thôi. Thái chủ yếu là Thái nghiêng cho miền Đông trước. Còn miền Tây của mình á, ví dụ như tiết thuận thì không cần. Còn tiết nghịch á, thì Thái yêu cầu là khách hàng ra mua thêm một số thứ vô, đệm vô. Chẳng hạn gì đang tăng cái đậu trái lên là chỗ đó. Ví dụ như hôm bữa là Thái thấy là cái vườn của ảnh là Thái cho thêm một cái chai Titanic. Các bạn, một cái bộ đậu trái này rồi Thái cho thêm một chai Titanic. Là ảnh thì khách hàng luôn đặt tiêu chí lên hàng đầu là đậu trái đi, rồi tính về tính. Tiền bạc nó không quan trọng. Và mà đúng là vậy các bạn. Đậu trái đi, một phi nó bao nhiêu tiền không quan trọng, nhưng mà nó đậu trái được là tốt, là ok ha. Thì trong cái bộ đậu trái này Thái có nói với các bạn là một chút xíu chất điều hòa sinh trưởng nhẹ thôi ha. Rồi nó làm gì? Nó làm đậu trái, nó làm dai cuốn ha, và nhất là nó điều hòa cái cây. Rồi kế tiếp là Thái cũng có một cái bộ đậu trái của Tây Ban Nha đó các bạn ha. Ai khách hàng yêu cầu, nói chung là ai xài bộ nào quen á thì chúng ta cứ xài thôi. Năm nào mà xài đậu là Thái kêu bắt buộc kêu khách hàng là cứ xài bộ đó tiếp tục. Thái cũng có bộ Anh Quốc nè, Thái cũng có bộ của Israel. Đó, thì rất là nhiều bộ, thì tùy vô cái thời điểm mà Thái đưa vô. Ví dụ như miền Đông Thái đưa cái này, Thái miền Đông với miền Tây Thái đưa cái bộ HT này rất là nhiều. Do miền Đông các bạn nó dễ đậu lắm, khí hậu nó mát lắm, bởi chúng ta đưa vô rất là dễ đậu. Rồi cái thời điểm đưa là như thế nào? Thời điểm đưa các bạn, cái vườn đó thì Thái cho phun là lúc mà thời điểm là khi mà cái hoa nó nở lác đác. Có nghĩa là một cây đó trong một vườn bạn thấy là nguyên cổ đó, nó đều hết trơn. Trong một cây đó, ví dụ bây giờ nó có 5 chùm bông mà nó nở một bông trên cây ha, có nghĩa là nở lác đác trên cây, một chùm nó nở bông, chùm nở bông vậy đó, mình gọi là nở lác đác. Là trong 10% tới 20% là mình cho phun các bạn. 10 tới 20% là mình cho phun, các bạn nhớ ha. Hoặc các bạn có thể phun trước. Bữa đó kẹt đám này kia, phun trước ngày 2 ngày đi nhậu rồi chơi cho nó khỏe, bình thường thôi, bình thường không sao hết. Chúng ta có thể phun trước khi mà đít bông nó vàng không sao hết. Nhưng mà Thái sợ là trong một cái chu kỳ mà nó sổ nhị là một số khách hàng năm nay làm 2 cổ thì nó lại kéo dài ra tầm 10-12 ngày. Thì Thái cố tình Thái kêu là khi sổ lá đác là như vậy đó, là mình tập trung những cái cổ mà nó sổ đều đó các bạn, nó nằm chỗ đó ha. Còn các bạn mà cảm thấy là trong vòng 1 tuần là sổ xong thì các bạn có thể đít hoa nó vàng là các bạn có thể là xử lý được rồi. Rồi cái cử hai là phun khi nào? Cử hai là phun khi sao mà nó sổ xong 90%, có nghĩa là nó sổ hết trơn, nó chạy trái hết trơn lên rồi, mà còn lát sao là mình ra mình phun nữa đi là được. Ok ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn phun xong. Sau đó phun xong thì thí dụ mà các bạn thường thường á, Thái sẽ cho phun 2 cử. Kế tiếp là Thái sẽ cho phun 1 cử thứ ba nữa, có thể là phun 1 cử thứ ba nữa dặm theo tặng cho chạy trái lên, hoặc Thái có thể là đổi một số thành phần trong đó tùy theo cái thời tiết các bạn. Thái, tại sao Thái hiện tại Thái bữa nay là Thái cho bộ đậu trái của HT, tự nhiên tuần sau Thái cho bộ đậu trái của Tây Ban Nha, có khi Thái đổi bộ Anh Quốc nữa không chừng. Thái biết trong đó là nó có cái gì trong đó và nó cần thời tiết thích hợp là lúc nào. Vậy hiện tại các bạn biết là Thái nói luôn như thế này là chúng ta cần 70%, 6 tới 70% là do ông trời các bạn. Các bạn thấy không? Hôm qua Thái có nói rồi là ông trời ông mưa, cách đây 2 ngày ông trời ông mưa các bạn, nó rất là mát cây, nó dịu lại cái nắng của mùa này. Nó cũng góp phần cho các bạn là nó sẽ dịu cái trời hơn. Bạn thấy nắng nóng oi bức quá nó cũng gây cái tình trạng là sốc cây. Một đám mưa xuống nó giải nhiệt cho chúng ta, nó giải nhiệt cho cây nó mát hơn, nó đỡ stress hơn, là nó sẽ đậu trái lại các bạn. Là chỗ đó. Ok. Rồi còn lại giống như là một số cây nó đi đọt, các bạn, một số cây đi đọt là không đậu. Một số cái thằng gửi hàng cho mình, gửi hình cho mình, trời ơi nó đi đọt một khúc như thế này nè các bạn, một khúc như thế nè, cái đó môn kêu ông trời xuống cứu cho Thái cứu không được, trễ rồi các bạn. Thái các bạn cố gắng như thế nè, các bạn cố gắng là xử lý sớm trước khi hoa nở. Có nghĩa là cái hoa mà nó đã nở rồi các bạn, cái hoa mà nó đã nở rồi á, mà cái đọt nó đi á, thì dinh dưỡng nó đẩy lên đọt hết rồi, nó quên đứa con nó rồi các bạn, nó quên con nó rồi, thì lúc đó nó rụng. Còn các bạn làm cho nó già lá, nó tập trung nó nuôi con nó, thì dinh dưỡng nó dồn lên hết tất cả thì nó chạy trái tốt. Các bạn thấy cái vườn mà Thái hồi nãy Thái cập nhật các bạn không, đọt đen thui, không có gì hết, lá nó ra lả lụ tới đâu, lá nó già lả lụ tới đâu. Thái cho chặn đọt 3 lần, dằn cái đọt 3 lần các bạn, thì lúc đó nó xị cái đọt, lúc đó anh kéo đọt mà nó ra không ra, nó ra có 4-5 lá, có một bên một Thái cho ém đọt liền tại chỗ, và cái tình trạng mà nó lụa lá nhanh liền đó các bạn, thì nó sẽ đậu trái tốt thôi các bạn. Thì bởi tại sao Thái nói là các bạn nên báo cho Thái trước 7 ngày tới 10 ngày là như vậy, để Thái có cách Thái xử lý sớm. Và có khi một số khách hàng mà mình mà người ta mua hàng á, thì Thái có thể là gửi hàng 3 ngày. Bây giờ hàng nó gửi rất là chậm các bạn, năm nay chính sách của giao hàng nó lại rất là gắt gối nên chậm, rất là chậm. Thì tình là Thái xin lỗi khách hàng mình rất là nhiều, hồi năm trước nó rất là nhanh, năm nay nó rất là chậm đó. Thì chúng ta có thể đặt hàng trước đó, và những tình huống nào xử lý thì Thái có thể kêu các bạn ra ngoài xử lý trước, lúc đó Thái sẽ gửi thuốc tiếp. Tại vì các bạn biết mà, cái đọt mà nó xì ra dinh dưỡng nó đã đẩy lên rồi, thì chúng ta muốn dinh dưỡng đẩy ngược trở lại thì trong vòng phải 3 ngày dinh dưỡng mới đẩy ngược trở lại được. Các bạn biết cái mạch dẫn của nó sẽ đi từ từ vậy nè, nó quang hợp xong, nó trao đổi chất xong, nó đẩy lên lá xong, khi đó mà các bạn muốn nó đẩy ngược lại trái á, thì cái đọt nó phải già, mà trong lúc già nó phải làm từ 2 ngày tới 3 ngày. Một là các bạn làm cho nó già lá nhanh, hai là các bạn đốt đọt bỏ. Đó là tình trạng ngoài không ai muốn là đi đọt, nhưng mà mình nói với các bạn là một thực trạng rất là đáng buồn là đóng thân quá nhiều, lúc đó chặn đọt quá nhiều, lúc đó nó gây rất là nhiều hệ lụy. Thái hôm bữa Thái đã chia sẻ rồi, hôm nay Thái xin phép Thái không chia sẻ nữa đó các bạn. Thái mỗi video làm trái Thái đều nhắc là cái đọt đầu tiên, các bạn không, các bạn thấy không, Thái vô là Thái quay cái đọt đầu tiên là các bạn phải đúng là cái đọt nó đứng. Không ai mà cái đọt mà xì ra mà đùng mà nó đậu trái nhiều được cho các bạn hết, không có ai làm được chuyện đó, hên lắm đó các bạn, hên lắm. Thái làm một số vườn, Thái đã có 2 vườn, nó vừa ra đọt mà nó vừa đậu trái tốt. Thật ra cái đó là Thái không hiểu được luôn, nhưng mà cái đó là người ta nằm trong cái tình trạng hiếm thôi, nó cực hiếm rồi. Bây giờ Thái dự trù là những trường hợp là nó xì đọt là chắc ăn là nó không đậu trái, Thái cứ báo cho khách hàng như vậy là tốt nhất có thể. Ok hả các bạn, đây là một cái Thái phân tích cho các bạn cái bộ đậu trái Thái đưa vô đó, và tùy những thời điểm nào thì nữa Thái sẽ phân tích tất cả các bộ đậu trái này và xài trong thời điểm nào cho các bạn rõ là ok các bạn. Rồi qua đây là Thái cũng mong muốn là chúng ta mà Thái xin chia sẻ là cái vườn đó là Thái kêu ảnh là cách ngày tới 1 ngày. Mình không biết là các bạn sử dụng bét nào, tại vì mình nói giờ một lần cứ 5 phút là nó ít lắm, không được. Một số khách hàng của mình người ta xài bét mà là bét bù áp các bạn, 1 tiếng có 90 lít nè, rất là ít. Mình kêu tưới 5 phút là chết người ta, mà bây giờ mình kêu người ta tưới nhiều là mình còn chết nữa. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra nè, sáng chúng ta tưới, chiều nó rút, nó hơi ẩm trên mặt đất là ok ha các bạn. Qua sau chúng ta tưới giảm lại ha, chiều chúng ta thấy cái ẩm là ok vậy đó ha. Cái vườn của chúng ta là chúng ta phải phải xử lý được cái vườn của mình, không dựa vô ai hết, không có dựa vô ai hết các bạn. Cái vườn của chúng ta là chúng ta phải xử lý được cái vườn của mình, Thái nhắc lại, chứ không có dựa ai. Các bạn biết bây giờ các bạn chụp hình cho mình, các bạn muốn mà rõ nhất là các bạn phải chụp nguyên cái hình cho mình, nguyên cái vườn của các bạn, nguyên cái cây của các bạn. Tại vì Thái phải nhìn là Thái phải nhìn ở ngoài là như thế nào, nhiệt độ ở đó là bao nhiêu, rồi cái cây nó có che phủ hay không, đất nó còn còn cỏ hay không, rồi chúng ta sử dụng bét dít gì và chạy với tốc lực bao nhiêu. Đó, chúng ta muốn là chúng ta các bạn hiểu rõ là các bạn phải cho Thái biết là tưới bao nhiêu, là chúng ta các bạn phải cho Thái biết là các bạn xài bét gì, mu tưa hay là máy dầu hay là độ che phủ bao nhiêu, là Thái sẽ cho các bạn biết là các bạn phải tưới bao nhiêu. Còn bây giờ các bạn điện các bạn hỏi Thái ơi bây giờ tưới làm sao, mình đâu biết làm sao, không biết sao hết, không có biết bét tưới làm sao, mà Thái chỉ tầm bậy là Thái gây nghiệp. Thái không muốn. Bởi bây giờ các bạn muốn Thái chỉ là các bạn phải chụp hình gửi Zalo cho mình, là Thái yêu cầu 5 tấm hình. Là một là cái hệ thống tưới, cái bét xài như thế nào, hay cái vườn nó che phủ như thế nào, cái tán cây nó còn nhiều hay không, và chúng ta sử dụng nước như thế nào, lực nước tưới là như thế nào. Đó các bạn, nó quan trọng lắm nha. Vườn đó rất quan trọng. Anh này là anh làm với mình là từ đầu từ mùa tới cuối mùa thì Thái hiểu rõ, và Thái đã đi qua tới nơi thì Thái hiểu là cái bét anh xài như thế này là lượng nước chưa đủ là trái đậu tốt. Đó các bạn, nó liên quan rất là nhiều yếu tố trong đây ha. Và đây là một phần của thôi. Thái cung cấp cho các bạn những cái sản phẩm đậu trái là nó chỉ chiếm 30% thôi, ông trời 50% và chúng ta cảm quan 20%, là tổng cộng là 100%. Dựa vô ông trời 50%, thuốc của Thái 30% và cảm quan là khách quan của các bạn xử lý cái vườn của các bạn 20% nữa là chúng ta được 100%. Ok các bạn. Đó. Mong qua video này các bạn sẽ hiểu là không được thần thánh hóa sản phẩm. Mà nói nhắc lại là không thần thánh hóa sản phẩm. Thái cũng nói là Thái không có nói là sản phẩm của Thái là phun vào đậu 100% đâu, không phải các bạn, nó còn tùy vô thời tiết. Tại sao Đắk Lắk, Bình Phước người ta đậu rất là tốt, nhưng mà Đồng Nai nó là rớt nó là khác lúc đó chỗ đó thời tiết khác, nó nằm ở vị độ kinh tiến bao nhiêu nó lại khác nữa. Chúng ta không thần thánh hóa sản phẩm các bạn. Thái cần là Thái cần là các bạn phải cho Thái biết là cái tình trạng của cái vườn của chúng ta như thế nào, đất nước khí hậu chỗ đó là như thế nào là ok. Thái sẽ cố gắng giúp các bạn thoát khỏi cái rụng trái nhất có thể. Thái không có nói tới cái việc mà chúng ta kiếm tiền như thế nào đâu, nhưng mà Thái sẽ mong muốn là Thái giúp được các bạn một phần nào đó. Không mua hàng cũng được, Thái có làm biết đâu, không mua hàng không sao, Thái sẽ ra ngoài Thái chỉ cho các bạn làm như thế nào. Bây giờ các bạn có thể ăn chịu với đại lý. Có nhiều khách hàng tâm sự với mình, Thái anh ăn chịu với đại lý, Thái không, anh không có thể nào mua hàng của em được. Không sao hết, năm nay em chỉ cho anh, năm sau anh ra đại lý nó mua, anh bán được, anh trúng mùa đúng không, anh có tiền, năm sau anh ủng hộ em đơn hàng đi. Đó, quan điểm của Thái là anh chỉ cần ủng hộ em một đơn hàng thôi là được rồi, ví dụ như 2 chai Gersi hay gì hay vậy, có công phai cũng vui vẻ nữa. Chúng ta tạo một mối quan hệ thân thiện. Việt Nam của mình, chúng ta tạo một miền Nam của mình, Việt Nam của mình đó mà, chúng ta tạo mối quan hệ thân thiện. Ví dụ đi ra ngoài có gặp mặt nhau, chúng ta bắt tay một cái chỗ đó. Mà Thái đó rất là thích ra ngoài, gặp Thái, Thái là trong video này không đúng không, trời bắt tay một cái, ôm một cái, rồi uống cái ly bia một cái, nó vậy đó các bạn. Không phải là mua hàng, không phải là mua hàng là ấy đâu, mà các bạn có thể là Thái anh ăn chịu với đại lý rồi thì bây giờ em có thể là biến chế với anh này kia, mình sẵn sàng. Đó, các bạn, mình đã từng là nông dân, mình đã từng là nông dân các bạn, cha mẹ mình đã từng là nông dân. Không có cái nào mà khổ bằng cái không có tiền nha các bạn. Cái đó là Thái chia sẻ ngoài lề một chút xíu, nhưng mà mong các bạn là bắt con hiểu, không có vấn đề gì hết, nhưng mà đừng có lầy, hỏi là đừng có lầy là được đó các bạn, không sao hết. Ok các bạn, nhớ nha, hỏi đừng có lầy là được. Ok các bạn, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.